Subject and verb agreement. When we write a sentence, we must know that the subject and the verb agree. Chẳng đọc bí đại dương là xe bà dụt mùi, xe chì bà dụt mùi, chẳng đọc dương đăng ấy, bà dụt mùi cái rừng mình subject and verb, chẳng ấy, rừng mình hỏi đăng của subject and verb. Chẳng ta we must know that the subject and verb agree. Bà dương trời tại đăng thà, bà thiên là đăng kia sắp, nó cứ vì trời khả nè, vì trời khả nè. If the subject is singular, the verb must be singular too. If the subject is plural, the verb must be plural too. Nhưng ta phải xin ba vật thiên nâng phù hồ vệ chân nạ. Khi sắp có trời tái phù hồ vệ chân nạ đây. Trời phù hồ vệ chân nạ đây. Khi anh chẳng dân dân bị singular and plural subject. Chẳng tìm vui dân trời đồng đặt ta vậy tới chi singular subject. Vậy tới đây chi plural subject. Vật thiên ai vệ chân nạ dân mấy hoa vật thiên phù hồ vệ chân nạ đúng dân mấy. Chúng ta sẽ mở mở trạng đi. Chúng ta sẽ đứng ở trong mùi nâng vật thiên. Vật thiên với ai chỉ noun rồi có pronoun. Chúng ta sẽ noun rồi có pronoun. Chúng ta sẽ mở mở subject pronoun. Subject pronoun dương đi. Cứ dương bài chạy chỉ singular nâng plural. Singular nâng plural. Chúng ta sẽ mùi cứ ai. Ai cứ singular. Plural cứ vì hay mình tiết you singular hay plural cứ you này hay mình tiết rõ tiếng bài chúng ta nó cứ he she it cứ singular hay hồi chúng ta plural với cứ they để hay mình tiết chỉ mùi niềm niềm của ai chỉ bật thiên này chỉ bật thiên hay cái ai chỉ bật thiên là singular nào có plural nào này sai từ lừa chẳng đi dương mặt đắng là singular nó cứ niềm từ mũi plural nó cứ niềm chào bì bì lạng từ nó chào bì bì lạng từ ok ấy dương dương bì singular and plural verb nó singular and plural verb mà đòn nó chẳng thật ta singular verb nó giờ mấy hơn plural verb nó giờ mình nó cái chẳng người dương anh mưa bằng hàng cầm thì singular verb singular and plural nó singular and plural chẳng chỉ mui nâng cái gì cả sub cái sub ai vậy nè chẳng cái sub ai vậy nè đôi chỉ do do thì chỉ the nó the cái dương time e time e time e rồi go e chỉ mui nâng cái sub ai vậy nè chẳng cái sub ai vậy nè lại ní đó đọc về plural với cứ do plural cứ do hay chữ mùi nâng cái sắp work cứ dương thêm s ta ở chữ mùi nâng cái sắp plural cứ ọt miền s tì nữa cái hôm mùi tiết chữ mùi nâng cái sắp has nó has đọc về plural thì chỉ have nó have hay mùi tiết em hay nâng is nó chữ mùi ở cái sắp to be nó em ý cứ singular hay a này cứ plural plural chẳng cái này hiện tùy pin niệm tịnh tùy pin niệm nó chẳng riêng dây cho mùi niệm nếu biết đang dây pin niệm ai và chẳng hạn cứ dương mình thay e rồi có i e t nữa tại ba sân chỉ niệm phù và chẳng hạn dương thay e rồi có i e mà thay cho mùi kẻ sập
kia sắp tây chi tùy nó tùy vì năng vĩnh cư kia sắp đài ai vì chẳng hạn cứ thèm e rì cô y e vần tay cái chi hồ vì chẳng hạn tây chi mình miền e rì cô y e từ vĩnh cái tùy nè nó đã là tùy nè rồi viên niếm hay năng kia sắp cái khao mình tư trình dạy ông P singular subject and singular verb singular subject and singular verb cái chẳng cái mà đoàn tiết những đăng hay bị singular này cứ ai về chẳng hạn nó cứ miền tài mùi chẳng ấy miền tài mùi cái miền tài mùi thì chờ a girl này cứ singular hay singular subject nó cứ miền tài mùi cái chơi cái lấy một câu thôi là she is a teacher chẳng ngờ she này ai về chẳng hạn chẳng chỉ mùi nâng kia sắp tụ bì dính từ phở is chỉ mùi she cái she is a teacher chẳng she ai bây giờ nãy hỏi ý ní có ai bây giờ nãy chẳng agree nó phải thay kia thay việc agree cái này á trừ cái này ok cái mô mô tiền he play football every day chẳng he lại ní cứ bật thiên singular sạp chính á thiên ai bây giờ nãy hỏi giờ play mô play chẳng play những thời tại play ní cứ chỉ kẻ sạp hỏi kẻ sạp để trừ cho mùi nâng thiên hi dương singular này cứ cái sạp dương trời tại singular đang chẳng như đăng ấy singular verb dương trời tại cái lại này dương trời tại ai trời cho mùi nông bật thiên hi nữa chứ he play football every day cái number three she does it every weekend she does it every weekend nếu thưa về riêng rõ trong sạp đà trong bật thiên dương cứ she cái she lại này cứ singular subject hay lại này the này cứ singular verb mình mà đi prạ đuôi đuôi trời đến chẳng đập bay ỏi đuôi để chi ai vậy chứ nãy riêng trời thèm e từ về tới chi cái sắp ai vậy chứ nãy nha singular verb chẳng thì she does it every weekend okay one more number four my father know the answer cái anh chẳng như mưa ở bật thiên thiên cứ my father chứ my father với người thiên ai về chứ nãy đi cô phụ về chứ nãy chẳng được sao my father tại mỗi cứ như hà đã singular subject hay như mưa kể sập no chứ kể sập no những đặc biệt ở về si strop cho mùi bật thiên singular subject nhưng trời để time s lại nên cả này những vô là này time s my father know the answer cô không đăng nơi trầm lòi cái đăng nơi trầm lòi cái number five Dari has learned English for 3 years Dari ban riêng bị sang lấy ở giờ bị bay chân nam mà hỏi giờ bị bay chân nam hỏi chẳng ngờ Dari những cái hạt singular subject nhá tem mũi cái thiên tem mũi ai vậy chứ nè ai kiểu sập lại ní cứ nhưng tôi bảo has cái Dari has learned ok và đi một sáng lấy ở dạy ok bây giờ nằm ok ok đó ok lại này dừng dừng bì plural subject and plural verb mà đoàn nữa dạy bì bà thiên bà hồi chân ai nâng kia sắp hồi chân ạ ok dừng bữa đưa chì two girl cứ bà hồi chân ạ nè bì chạp bì lãng tớ ok hồi chân ạ ok chẳng dùng ưu thôn chi number one they are studying chẳng dùng mùi đế yên trừ mùi thủ biên phở chẳng mùi à nó xa đế nó cứ thu hồi chẳng nặng hay sao thủ bi đào hồi chẳng nặng cứ they are studying cô kia cũng bùng thật riêng cái number two the two girls stay at home chẳng the two girls này nó cứ chìa sạp chỉnh chẳng two girls nó cứ chìa plural sạp chìa chạy plural subject chẳng ai dùng verb stay chẳng verb stay tới đây plural là chẳng cái sạp đây plural cứ mình cái sạp đây mình miền e thêm e hay t ok chẳng stay nó sẽ stay at home nữa thân nơi đi pin đáng cái sản nơi ở tiền nó đi pin đáng sản nơi ở tiền cái number three Sophie and Dari do homework nhưng ở bên thiên chính cứ Sophie and Dari chẳng bao màn nè pi nè đây nè pi nè chẳng cứ hai vị tha chi plural sắp chơi chơi nó bên thiên ở bộ vị nè hai dùng mười kiện sắp ok
cái sắp dương cơ trâu phù hồ chân nạ đàn chân cái sắp phù hồ chân nạ cư mình miễn thaym e rì gô y e tên chân đù đù cái mình miễn đờ tì nghe do homework sắp phê nâng đà rì thơ thư kê kạp tè cái number 4 many people believe in God chúng như mưa many people bị tham many people mình đối chiến chẳng mình đối chiến gì ha plural sắp chơi chơi nhé chúng sắp believe nó believe you by time erico e a t nhé believe in God chưa từ lừa bịa chỉ mình chả cái number 5 we have known it since we were in primary school tao bây giờ ban score về tao bây giờ riêng là bậc thom sắc xa này primary school chứng dương mưa mà lừa bật thiên nó tầm khăn nhưng bắt đầu lừa sập sập chỉ hình vừa nữa nhưng bật thiên dương cứ vì vì quý hai thao plural sập chỉ dương bụi dương dương tràn nữa này tràn plural chứng chữ mũi cái sập dương từ bà have we have known men we has known they know nữa chứng như bà we have known it since we were in primary school okay cái mũi tiết dương mưa cả này subject I and you nó chẳng gì đơn ấy I nhóm chẳng mũi nó cả này subject I and you chẳng gì mũi I mũi to be dương vợ I am studying English nhóm có bông để riêng về sáng Anglia cái mũi tiết chẳng mũi nâng you cái you chẳng mũi to be dương vợ I cứ you are a good leader you are a good leader nè anh cứ chia nè đặc nò mùi đồ lộ nè anh chỉ nhận được nó mà nhận được lỗ. Cái mục đích I have work there for 10 years. Chẳng mùi ai cái này dương ai dương phở mùi have nó mẹn phở cho mùi hè tụi bây chỉ ai nâng singular cái đời nó cái dương phở ai cứ I have work there for 10 years nhưng bạn thưa ca nó tin đủ ở dạng phía đọc chân nằm cái mục đích cho mùi nâng dữ chúng thì dương bạn đang you ai chỉ singular là nâng plural là subject nhé chúng chỉ mùi nâng you cô thì thời ca kia sắp mùi cứ sắp plural là ai cứ chương thời ca plural verb này ok chúng chỉ mùi ai cứ I have mà I have thì you chẳng đấy you agree mà mình you agree thời time erico e a t nữa chẳng biết thời ca ai you thời ca plural verb là you agree with your parent nè anh vô stroke chỉ mùi nâng bông bà đài rồi mó bỏ nè cái number 5 I do homework every day nè cái nhóm thưa cái cặp tia chỉ riêng rồi thằng ai chẳng ai lại nâng cô thật cả lưu rô vượt đu nè mẹn ai đờ tì ok I do homework every day nhóm thưa cái cặp tia chỉ riêng rồi cái chỉ riêng rồi thằng ai cái đọc cái lời dương mưa từ exercise lùng hạt dương mình thấy là underline the correct word underline the ok underline the correct verb hay dương cụ và toàn bị cao mà cái sắp nào đã trầm trời nó đã sớp cho mùi bật thiên là ta ở bật thiên dương singular rồi có plural vào bật thiên dương singular nhưng thời ca singular verb này và sắp chỉ dương plural thời ca verb dương có plural là cái lời dương mùi tìm mùi cái number 1 I go to school with my brother. I go. Okay. Okay, very good. I go. Chứ I là cái plural verb. Okay. Mean I go. Okay. Cái number 2. She is. She are a pretty girl. Okay. She is. OCR chẳng như đăng ký sĩ thì chưa singular subject chẳng như thời ca is rồi có à chẳng is singular ok and a cứ plural chẳng như giờ sĩ rồi có sĩ à ok cứ sĩ ok cái number 3 they live có they lives in the city ok kê rù nâu nông tì cron chẳng như live rồi có lives từ từ tế rồi có live men em chẳng như mưa từ lưu tìm mũi diễn trời đăng vì bật thiên sân để nó cứ diễn hào plural subject chẳng plural subject thật cả plural verb chẳng live on s nâng lưu mình em mùi nào plural cứ live on s nâ? Plural chẳng như giờ live để live yeah. Cái number 4
he have ឬក៏ he has worked for many years គាត់បានធ្វើការអាយុពេលជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងនិយាយ have ឬក៏ has អញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវដឹងប្រធានសិនតើតា he នេះគឺជា singular ឬក៏ plural អញ្ចឹង he គឺជា singular អញ្ចឹងយើងមើល have he ទៅប្រើមួយ have ឬក៏ has អញ្ចឹង he ត្រូវប្រើជាមួយ can good has he has okay number 5 you forget go you forget your card okay which one okay អញ្ចឹង you ត្រូវការ plural verb អញ្ចឹងអា plural verb ហ្នឹងគេស្ដាប់ដែរមាន s ឬក៏អត់ s okay ពួកចំណងគេស្ដាប់ពួកចំណងគឺ yeah forget okay very good okay thank you very much for this lesson okay thank you goodbye We'll be right back.